Cô Ngọc Anh xin chào các bạn. Ngày hôm nay của các bạn như thế nào? Có nhiều chuyện vui không? Có thể kể cho cô Ngọc Anh nghe được không? Cô Ngọc Anh ngày hôm nay cũng có nhiều chuyện vui lắm nhé. Bởi vì ngày hôm nay cô Ngọc Anh được ăn một món rất là ngon này. Các bạn đã bao giờ nghe đến món tháp sườn chưa? Wow! Miếng sườn của chúng ta sẽ được hầm thật là nhừ và sau đó sẽ có thêm nhiều nước sốt, ăn rất là tuyệt vời. Còn rất nhiều niềm vui nữa đó. Nhưng mà thôi, bây giờ cô sẽ không kể niềm vui của cô nữa, mà cô sẽ dành thời gian để mang đến niềm vui cho các bạn nhỏ đáng yêu của chúng ta nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện cũng rất là hay. Đó là câu chuyện anh em sinh năm. Ngày xưa có hai vợ chồng nhà nọ, chỉ sinh được có mỗi một người con gái. Vì thế họ nuôi nấng dạy dỗ rất chăm chút. Khi cô gái lớn lên, cha mẹ dạy cho đạo thánh hiền. Năm nàng được 15 tuổi, vẫn bị cấm cung, không được tiếp xúc với người ngoài. Một hôm thì người mẹ lên chùa lễ Phật. Lần đầu tiên, bà đưa con gái ra khỏi nhà. Bấy giờ có một vị thiên thần muốn mượn cô gái đồng trinh làm chỗ đầu thai. Mới nhân lúc cô gái ra vườn vãn cảnh, hiện là một bông hoa có 5 cánh rất đẹp. Cô gái thích quá, ngắt lấy ngắm nghía một hồi lâu, rồi bỗng dưng bỏ vào miệng nuốt đi. Từ đó cô gái tự nhiên không chồng mà có mang. Cha mẹ nàng ngạc nhiên và xấu hổ vô cùng. Hết tra hỏi đến dụ dỗ, nhưng cô gái ngây thơ ấy cũng chả làm sao mà hiểu được. Tất cả mối ngờ của cha mẹ đều đổ dồn vào nhà chùa. Đoán là đã có một sư ông đã quyến rũ con gái của mình trong ngày lễ Phật dạo nọ. Họ bèn đuổi con lên chùa và nói: "Mày lên đó mà ở với sư, đừng vác mặt trở về bôi nhọ nhà tao nữa." Hòa thượng trụ trì chùa đó không biết làm thế nào, đuổi đi thì cũng không nỡ, đành phải nhận nuôi nàng và dựng một túp lều sau chùa cho nàng ra đó ở. Khi gần đến ngày sinh thì cô gái bỗng nằm chiêm bao, thấy có một thiên thần đến trước mặt và dặn rằng: "Đừng đặt tên con vội, cứ để đến lúc chúng nó biết nói, tự chúng sẽ cho biết tên." Thế rồi cô gái sinh một lúc 5 người con trai, đặc biệt khuôn mặt giống nhau như tạc. Cả 5 anh em đều lớn nhanh như thổi, đứa nào đứa ấy sờn sơ, mạnh khỏe. Khi chúng biết nói, người mẹ hỏi đến tên thì đứa thứ nhất trả lời: "Sức con có thể vác một quả núi, con là mạnh mẽ." Đứa thứ hai thì nói: "Người con dù có dao băm, búa bổ cũng không chết, con là mình đồng ra sắt." Đứa thứ ba tiếp: "Con có thể ngồi một nơi, biết được mọi việc trong thiên hạ, tên con là vén mây xem trần." Đứa thứ tư: "Con có thể sống dưới nước cũng như trên cạn, tên con là khô." Và đứa cuối cùng nói: "Con thì dù ngủ trong lửa cũng cứ dễ chịu như thường, tên con là ướt." 5 anh em lớn lên lo làm việc nuôi mẹ. Hàng ngày mạnh mẽ lên rừng kiếm củi về đổi lấy gạo. Mỗi một gánh củi của chàng chứa đầy một sân. Tiếng tăm của anh chàng thì truyền khắp mọi nơi trong nước. Hồi ấy nhà vua cần nhiều củi để dùng vào một buổi lễ rất long trọng của triều đình. Vua cho triệu mạnh mẽ đến, bảo kiếm củi cho mình và hứa cứ mỗi gánh củi đưa đến sẽ đổi một gánh gạo. Mạnh mẽ kiếm củi mau như chớp. Rừng tuy xa nhưng mỗi một ngày chàng đi đi về về không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đưa củi đến lại gánh gạo đi. Đến nỗi lúc viên quan trông nom kho gạo cho nhà vua, thấy gạo trong kho đã vơi quá nửa, hắn lật đật chạy đến báo cho vua biết. Vua nói: "Thế thì phải bắt nó chết mới được." Vua bèn cho đòi mạnh mẽ đến và bảo: "Nhà ngươi làm việc như thế chắc là mệt, thôi cho về nghỉ sức, 10 ngày nữa sẽ đến đây phục mệnh." Mạnh mẽ về kể chuyện cho anh em nghe. Vén mây xem trần vốn đã đọc được những ý nghĩ không tốt trong đầu nhà vua, bèn bảo khô đi thay cho mạnh mẽ. 10 ngày sau, khô đến gặp vua. Vua cứ tưởng hắn là anh chàng gánh vơi kho gạo của mình hôm nọ, bèn thét ngay lính, bắt dìm xuống bể cho chết. Khô cứ để mặc cho bọn lính vây bắt trói lại và dìm xuống nước, nhưng dìm lần đầu lôi lên, khô vẫn sống chờ chờ. Dìm lần thứ hai, thứ ba,
Hồ vẫn vui vẻ, ca hát. Họ lại dìm nữa, nhưng dù dìm thế nào thì cũng không làm cho chàng chết được. Tức mình, lại sợ mệnh vua, bọn chúng làm một cái cũi bỏ Hồ vào cùng với rất nhiều đá tảng, dòng dây đem thả xuống biển. Nhưng mấy tuần sau vớt lên, vẫn thấy hắn sống như thường. Cuối cùng chúng phải đưa anh chàng về và kể chuyện cho vua hay. Vua chưa tìm ra cách gì giết được, bèn bảo anh về, hẹn 10 ngày sau nữa lại đến. Vén mây biết lần này vua dùng bưu độc đốt chết cho nên bảo ướt đi thay. Ướt đến nơi thì vua đã sai dọn sẵn một căn lầu bằng gỗ dựng riêng biệt sau vườn, xung quanh chất đầy củi. Vua cũng tưởng ướt là anh chàng hôm nọ, bèn mời gã lên lầu, sai dọn mâm cỗ đầy rượu và thức ăn ngon cho ăn. Đoạn bảo quân lính đóng chịt mọi cửa lại rồi phóng hỏa. Lửa liếm thần rật, cháy khắp mọi nơi, nhưng mà ướt ta thì vẫn ngồi một nơi, chén tì tì. Và khi cánh cửa đổ xuống, chàng nói vọng ra cho chúng nghe: "Ô hồ, ở đây mát quá." Vua lắc đầu, chưa biết làm thế nào để giết cho được, đành thả cho về nhà. 10 ngày sau nữa lại đến. Lần này thì vén mây bảo mình đồng ra sắt đi thay. Khi anh chàng này đến nơi, vua thét đao phủ mang ra xử trảm. Nhưng bao nhiêu gươm đao đụng vào người đều quăn cả lại mà không làm cho anh chàng chết được. Đào phủ tức giận đâm mũi mác vào nách gã. Gã chỉ cười rú lên như bị ai cù. Thấy vậy vua rất bực mình, nhảy xuống rút bảo kiếm, cầm bằng cả hai tay chém xuống rất mạnh. Nhưng bảo kiếm chỉ gãy làm đôi, mà tội nhân thì không việc gì. Cuối cùng vua lại thả cho về nhà, bảo 10 ngày nữa lại đến. Thấy chàng kiếm củi có phép lạ nên lần này vua không có ý định làm hại nữa. Vén mây biết được ý đồ nó, cho nên 10 ngày sau đã cùng với 4 người kia dắt nhau đến kinh đô. Vua thấy cả 5 anh em giống nhau như tạc, hỏi chuyện mới biết họ đều là con của thiên thần. Có 5 anh em giúp sức, mọi công việc triều chính điều hành đất nước đều rất thuận lợi. Và nếu bất kỳ có giặc ngoại xâm nào đến thì cả 5 anh em đều cùng giúp sức vua. Chính vì thế mà bờ cõi đất nước được yên. Sau này nhà vua cũng đã gả công chúa cho Vén Mây Biết Tuất. Và khi nhà vua tuổi cao, sức yếu thì đã nhường lại ngôi báu cho Vén Mây Biết Tuất. Và 5 anh em lúc nào cũng đoàn kết với nhau để cùng gìn giữ cai quản đất nước, giúp cho đời sống của muôn dân được ấm no, hạnh phúc. Câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay đã hết mất rồi. Các bạn thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Có thú vị hay không? Trong câu chuyện có những 5 người anh em đều là con của thiên thần, giống nhau như đúc. Và mỗi người thì lại có những khả năng rất phi thường. Các bạn nhỏ của chúng ta đã bao giờ gặp được những người có sức khỏe phi thường như vậy hay chưa? Các bạn cùng chờ đợi nhé. Rất có thể chúng ta sẽ gặp được những người có sức khỏe và có tài năng phi thường đó. Và biết đâu trong số tất cả các bạn nhỏ đáng yêu đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay cũng sẽ có bạn nhỏ làm được những điều phi thường đấy. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã muộn mất rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ phải nhanh chóng đi đánh răng, hoặc là ai đánh răng rồi thì sẽ lên giường, tắt điện và đi ngủ sớm thôi. Ngày mai chúng ta còn phải đến trường, hoặc là còn nhiều việc nữa sẽ cần phải làm đó. Bây giờ thì cô Ngọc Anh cũng xin được chào tạm biệt các bạn nhé. Ngày mai thì chúng ta sẽ gặp lại nhau cũng với khung giờ này nhé. Và còn rất nhiều những câu chuyện vô cùng thú vị mà cô Ngọc Anh sẽ mang đến cho các bạn. Còn bây giờ, cô Ngọc Anh xin chào, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.